Dạo này chào mấy bác nha. Mấy bác muốn sở một con máy bước. Đấy, đây là thuộc dòng máy bự rồi nha. Đây là con Echo SRM 281, piston lên đến 34 ly nha mấy bác nha. Và đặc biệt dòng máy này rất là bền bởi vì nó là máy Echo mà. Và em bán giá cũng hữu nghị thôi. Đấy, mọi người thấy hơi không? Đấy, muốn nổ ghê chưa? Thì đây là con Echo 281 nha. Đẹp tuyệt vời luôn, mọi người nhìn con máy vậy thôi chứ còn không thể có điểm nào đáng chê được nữa đâu, rất là tuyệt vời. Echo 281 rồi, không nói nhiều, đang test máy cho mấy bác nghe. Con này thì nó bền lắm, bền vô đối là mọi người yên tâm về chất lượng, không phải chê. Hôm nay mà về làm là bao xài luôn, bao xài luôn, bền lắm. Chế của nó xài chế kênh hình nha mấy bác nha. Đây chế kênh hình. Đấy, nên là rất là bền. Dòng này thì xài nồi đồng cối đá. Và đặc biệt những cái dòng này sang trên xài sướng hơn sang dưới. Đó, thật sự là vậy. Thì đây là con SRM281 đẹp nha. Ốc ếch này. Chưa rửa kỹ nha mấy bác nha. Con này bên em gần như chưa rửa luôn. Ê, đất đang còn bám này. Thấy chưa? Em không có rửa đâu. Có kỹ càng như những người khác đâu. Những kênh khác họ sơn tả lét lơ lên cho em là vào máy rin. Đẹp. Máy rin đây. Không có chơi sơn sửa lên đâu. Đấy, mọi người coi được thì alo. Bên em bán con này rẻ thôi, chứ không có cao. 281 34 ly nha. Con này piston đạt đến 34 ly. Rồi, không nói dài dòng thì bên em bán con này cho mấy bác là giá là 1 triệu 2 đi, bên em bao ship tận nhà cho. Rồi, mấy bác cố gắng alo em bán cho. Yên tâm bao con nha, 1 triệu 2 cho con SRM281 máy bự nha, thao về mấy bác xài luôn, sẽ tất ca luôn. Đấy, được thì mấy bác alo em bán cho yên tâm. Và tay nắm này em chưa dọn, chưa ráp vô, rồi em ráp cho đầy đủ nha, yên tâm. Thì với giá 1 triệu 2 thì nó quá rẻ luôn. Nên là mấy bác đừng có yêu cầu có này có kia, em bán nó chỉ có vậy thôi. Rồi. Bác nào mua được thì em bán cho. Chứ bên em mà bác mấy bác cái đòi thêm này thêm kia thì em không bán được. Em sẽ đi theo sợi dây đeo cho mấy bác. Đây, móc dây đeo của nó này. Còn rất là đẹp. Rồi, bác mua được thì alo.